Triệu Ngọc Phương, 35 tuổi, bị khởi tố do có hành vi đánh bạn học của con trai ngay trong lớp, khiến nạn nhân bị thương tích 1%. Quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Phương về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 1, điều 134 Bộ Luật Hình Sự, được Công an thành phố Điện Biên Phủ ra ngày 21 tháng 12. Theo điều tra ban đầu, vào tiết học cuối buổi sáng ngày 9 tháng 12, em Nguyễn Quang Huy và Triệu Lê Nhật Minh, lớp 6 trường trung học cơ sở Tân Bình phát sinh mâu thuẫn. Sau khi tan học, Huy đấm vào mặt Minh. Biết con trai bị bạn đánh, nên khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, anh Phương là bố em Minh đến trường và xông vào đánh vào đầu, xương và đùi của Huy ngay trong lớp học. Phương còn yêu cầu em Huy ra ngoài khu vực trường. Phát hiện vụ việc, ban giám hiệu trường Tân Bình đã mời gia đình hai học sinh lên giải quyết, song không tìm được tiếng nói chung. Vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo cảnh sát. Theo kết luận giám định, em Huy bị tổn thương cơ thể 1%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ cho biết đã ký quyết định đình chỉ chức vụ 15 ngày từ ngày 21 tháng 12 với ông Phạm Sĩ Quý, hiệu trưởng trường Tân Bình, để xem xét trách nhiệm liên quan.